Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình Leo PKM đây. Và hôm nay tiếp tục với chuyên mục Pokemon Unite. Và ngày hôm nay đặc biệt là mình sẽ đấu răng. Yes. Để xem bạn này mờ mình phải đấu răng. Yes, đấu răng mọi người. Thì mình lên được Veteran Class 1 thì cũng rất là căng thẳng. Ui, có một Ultra luôn mọi người. Yes, căng thẳng đấy. Vì cái này mà chơi mà không đàng hoàng lạng quạng là thua đó mọi người. Đó, bây giờ chúng ta có 3 người Việt Nam hết. Thì cũng là trận này thắng để mình lên sao chứ. Sáng giờ đánh nó cứ lên là nó xuống mệt lắm mọi người. Vâng, và bây giờ cái sao của mình nó đang là một bước giữa việc một là vui sướng, hai là thất vọng đó mọi người. Chứ còn chuyện này thua cái là chết luôn. Cho nên là bây giờ cái nào bây giờ nhỉ? Mình thiếu được fan để cho người ta. Ok, mình sẽ slow pro trận này mọi người. Nói gì chứ slow pro đam nó cũng khá cao và nó rất trâu, cho nên là ok, con này ổn mọi người. Mình đi cặp với lại em nào thì hợp lý đó. Mình đi cặp với lại Gardevoir. Ok, Gardevoir mới ra là attacker. Yeah, đi với lại Gardevoir là hợp lý ha. Rồi để mình coi coi mấy cái này battle item này có cái gì hay không ta. Cái này là nhân đô điểm, đây là tránh bị các hiệu ứng, còn cái này chưa biết. Mình biết cái này một cái slow smoke này giống như một cái chiêu mà smoke screen Greninja đó mọi người. Ok, và tuy bạn cũng có cả The Void với là slow bro luôn mọi người. Wow, team bạn cũng có Lucario luôn mọi người. Wow, Lucario thì chắc là all rounder. Yes, bên kia thì chắc có thể là Lucario đi rừng, còn mà Champ sẽ là all rounder. Ok, cũng ok đi. Còn bây giờ thì vô mọi người. Trận này căng thẳng lắm mọi người, tại cái này đấu răng mọi người. Như mọi người chơi liên quân vậy mọi người, chơi đấu răng thua là hơi bị cay đúng không mọi người? Thì đó, game này nó cũng vậy. Ý, Rose AFK hả? À, không, nó đi rồi mọi người. Hết hồn. Cái mà AFK chết. Ê, rồi không thằng nào đi phía dưới vậy? Ê, mấy ba, đi phía dưới, bớt đi mấy ba. Gì hả? Gì đi tùm lum tà la gì? Ui, đấu răng mà, ui trời, đấu răng, vãi cái đấu răng à. Cái này là mình không biết thắng hay là thua, cái này mình đang hơi hoang mang nè. Sao hai đường vậy? Ui, kì vậy? Gì hai đường vậy? Nè, cái ông này ổng mời mình nè. Trời, trời, căng thẳng rồi nha. Cái này nó đi hơi loạn. Ui, trời, từ. Mình mới bật cái phía bên phải, các bạn thấy là cái phát hiện địch gần mình đó mọi người. À, bây giờ thì mình đứng đây mình nấp, mình đâu ngu nhìn ra cho người ta đập đúng không? Đúng ngu. À, nó xuống rồi. Úp chụp, 4 điểm, ơi 4 điểm cũng được. Mình ăn cái first goal thì mình rất là lợi, là nếu như team mình và team địch bằng điểm á, thì team ăn first goal trước sẽ là team chiến thắng. Cho nên là ăn first goal rất là quan trọng nha mọi người. Giờ này mình đang ngủ để hồi máu. Ý, nó tiến hóa, mình chưa tiến hóa. À, mình cũng định lên chiêu sấp mọi người. Chiêu sấp nó vừa làm chán, nó vừa gây đam rất là hiệu quả nha mọi người. Ok, bây giờ thì farm quái cho nó lên level. Ok, lên. Ngon, để cho mọi người coi nè. Đó, thấy không? Buôn môn đối thủ sẽ bị choáng và sẽ mất khá máu đó mọi người. Cũng gọi là chiêu này cũng gọi là mạnh đấy. Đây, đây nè. Ui, đó, mình chơi lại. Ui, mình bị hụt mọi người. Rồi sao? No, help me bro. Ui, rồi, chạy. Thôi mọi người, ăn miếng berry quay lại quýnh. Ui, cái gì mà ba ăn gì rồi, làm sao mà chấp ba? Đơn. Hiện tại
hiện tại không thể hiểu rằng là làm sao mà tôi có thể chấp ba được người này. Ôi bể trụ mới vô mà chửi, mới vô luôn buồn quá. Có sao mọi người, mới là cái trụ đầu tiên rồi mà mọi người, còn 7 phút nữa để mình làm thêm một cái trụ nữa mà mọi người, cố gắng lên. Okay, mình sẽ lên telekinesis. Cái này là thôi miên để thôi miên kiểu thôi miên. Trời ơi vô xuống đi kìa mấy ba, cái này là cái trận răng quan trọng của con mà mấy ba đánh như gì chơi vậy mấy ba. Trời đất ơi chết con nó no. Không sao mọi người, khúc đầu có thể thua nhưng mà khúc sau ăn rất tốt thì lại ngon. Thấy con Rose nè, con Rose nè, tụi bay chậm rồi, như vậy là chết tao rồi. Bay chậm rồi. Ai mọi người, đấu răng mà như vậy là toan lắm á mọi người. Ôi cái con Rose nó không có farm mọi người. Ồ thần kỳ ha. Bên kia thì nó lên Kalia luôn rồi, bên đây nó vẫn chưa tiến hóa. Ồ hay, tuyệt vời. Amazing, good job em. Đây là như vậy là chết rồi. Ồ thần kỳ ha. Ok ha. Đó nó lên rồi mọi người, nó lên nó vẫn vậy, nó không có gì mạnh hơn. Ủy ăn được rồi xong rồi. À, trong khi team mình đang dồn trên thì mình dưới mình lén lén mình ăn cái trụ, ăn nhẹ cái trụ, xinh nhẹ cái trụ mọi người ạ. Rồi chưa đây nó chưa ăn được điểm nào luôn. Ha 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 ha. Farm cái mà được. No mọi người, no. Kìa sao vậy? Chạy đi nó quýnh cho tét đầu, bây giờ mà còn quay lại mình farm nữa. Ngu này. Chừng làm lên cái đầu voi đi, muốn làm mình làm, tao không có chấp. Còn cái này nó đang ấy nó. Absol với Pikachu, wow, hai con này mạnh lắm nha. Trời ơi, Absol mạnh lắm đó, mọi người nhớ cái pha mà nó cào con Greninja mình hôm bữa không? Wow. Nó cào cái pha đó, úi trời đúng đâu, thề căng thẳng. Úi trời. Mong là ăn trận này mà không ăn nữa thôi, tôi chết luôn. Ok mọi người, Lucario đi rừng. Mình thì đi với Pikachu thì không sao. Pikachu mạnh mà, có gì mình bảo kê không được nó thì nó bảo kê mình thôi. Cái gì đâu, đúng không? Đó, bây giờ mình cứ farm thôi. Mình farm tới level 4 là mình cứ Pikachu đến đây, tao đỡ cho cậu. Ui Froakie kìa, tôi mới thấy Froakie này. Mày đừng có máu, tao biết là mày mạnh rồi nhưng mà mày đừng có máu thì từ từ thôi. Mày thấy con Pikachu là con Froakie nó đứng giống nhau không? Là mày thấy có chuyện rồi đó. Hai attacker đi giống nhau là thấy có chuyện rồi đó. Mày từ từ thôi. Chết là tao không chịu đâu nha. Đi ngủ. Rồi, farm tiếp. Bây giờ từ từ thôi nha. Đó, trời nó. Trời nó. Trời nó sắp mặt luôn. Rồi sao? Đi về mày ơi. Đi về. Tao đi về. Ôi đi về. Ôi kìa. Ôi nó chết chưa? Ôi nó chưa chết hả? Á đù. Được của nó đấy. Một lúc mà mình lên được, mình ăn được hai tròn quá nha. Đó mình nói rồi, ăn được first goal rất là quan trọng cho nên phải ăn được. Đấy, thôi. Hay quá, ơi sao ngủ. Ê, bỏ kê cho Pikachu nữa ba. Ê, đứng lại mày từ. Mày từ từ. À, mày đứng lại mày, không chạy mày. Bye bye. Vỗ tay. Ừ.
ghê. Ờ, bắt đầu trận này có cảm giác là mình gánh tiền rồi đó mọi người. Quá ngon, mới vô mà vậy là thấy xui xẻ rồi. Bao nhiêu mình, bao nhiêu mạng rồi, mình 2 mạng rồi mọi người. Uầy, quá xui xẻ luôn, trời này gọi là tuyệt vời luôn. Ê đi, ăn tôm hùm. Ok, quá tuyệt vời luôn mọi người. Trời ơi, trận này ngon. Đóng răng là phải như vậy, hiểu không? Đó, hai con Pikachu nó tự xích nhau rồi chơi con nào. Ê nè nè, chết rồi, con Greninja này nó chơi smoke screen, là khi mà nó chịu hồi ra cái đám mây đó là mình bị mù, mình không thấy nó mọi người. Mình không đánh được luôn, mình không đánh đối thủ được, mình không thấy đối thủ, mình chỉ chạy được thôi. Ừ, hỏi nè, vô, tao úp rõ, không gì úp rõ. Trời ơi, cái gì vậy, thiếu một xíu nữa nó cay không. Đấy, đấy, đấy. Ê, Pikachu, sao mày bỏ tao mày? Ê, con chó, ê. Đậu xanh, mày bỏ bố mày. Greninja, Silurace và còn có Absol nữa, Pikachu. Cái gì vậy? Từ từ đó mấy ba. Quầy, nó đập gì, nó đập liên tục đi. Trời ơi, chủ con đúng 5 điểm. Trời sao đi luôn. Đi sớm ghê. Đi rất sớm luôn. Đó, nằm luôn rồi. Vãi cả đại nữa luôn. Ủa rồi, đồng đội có biết lên hỗ trợ không? Hay là để mình con Lucario nó đập. Rồi xong. Thấy là không xong nữa rồi đó mọi người. Cái lần trước là mình chỉ thua 1, mình thắng 1 đúng không? Mà cái này thấy có nguy cơ là thua luôn rồi đó. Thua luôn 2 trận đó. Là tập này là tập sắp mặt đó. Uầy, quá đau đớn đi. Ôi, nó ăn được lô thơm rồi. Bình tĩnh mọi người, bình tĩnh. Mình bình tĩnh, mình đang được ấy, mình đang in the lead mọi người, mình phải bình tĩnh, mình đang dẫn trước đó. Rồi, nó tới nơi rồi, trời. Ơ kìa. Ăn đi, ăn đi. Ấy, con Greninja nó cứ đây, nó chơi qua tờ Super Game. Sợ thế nhỉ. Đấy, đúng rồi, lên, Pikachu, đúng rồi. Đúng rồi, hay quá Pikachu. Cái này mà không làm được cái gì nữa ra trò là tôi. Trong reward là vừa đấy. Đúng vậy, lên đi. Đúng vậy, trời ơi. Nó phải như thế. Như thế mới gọi là chơi, đúng vậy. Đây, lén lén mà lên mình làm nhẹ đấy chứ. Không, không làm được đâu mọi người. Mình đang còn tí máu mà Greninja đứng nó căng quá mọi người. Mình cũng sợ chứ mọi người. Ôi Pikachu sao chạy ba. Ê, quay anh ơi, từ anh ơi, cái gì mình từ mình nói hiểu không? Rồi con Pikachu trận này nó biết chơi không mọi người? Mình thấy là nó hơi ngu. Ôi, cái thằng ngu. Ôi trận này tầm này thua hết ai trận hả? Không phải nồi à. Từng thua. Nó nhảy qua kia rồi. Ép vô đúng rồi. Ấy lên, ép vô. Bây giờ tao nói thiệt, 5 thằng mà đập 2 thằng cũng chết nữa, thiệt luôn đó. 5 thằng mà đập 3 thằng cũng chết. Đó, tại sao lại chết? Tại sao lại chết? Tại vì con Pikachu nó chạy về. Úi xồi ơi, Pikachu. Phải thế nồi Pikachu rồi. Đó. Ủa Pikachu, sao lúc mà đồng đội đi chung, không đi chung mà lúc đồng đội chết hết nó đi lẹ. Uầy, Pikachu đây nó có một cái trí thông minh rất là cao mọi người à. Ôi trận này gặp Pikachu dở mà mọi người ơi. Trận này thôi chết tôi. Chết. Không ổn rồi. Rồi cứ farm như vậy được khi nào thắng mọi người, còn đúng có 3-4 phút. Đó, rồi ăn được mới có cái trụ, nó ăn hết 2 cái trụ. Mà 2 cái trụ đằng sau nữa nó đã lấy liếm được khoảng mấy chục điểm rồi mọi người. Ui nó ăn được Rotom nữa kìa. Uầy. Ui áp sổ dí mình đúng không? Ý nói với mình là không đi. Nói với mình là không đi. Ừ không, nó không đi dí mình đâu. Nó đang dí đứa nào á. Ê mày ơi, nó dí tao mày ơi. À mày ngon mày quánh đâu coi. Mày quánh được không? Quánh được chết liền ý.
cái lá một cái double kill luôn kìa. Uầy, nó đập luôn cái trụ rồi. Pikachu team mình nó được một cái là nó ngu mà không ai ngu lại nó luôn á, thiệt luôn á. Ngu gì ngu dữ vậy, ngu dừa chứ. Ngu trong tăng ngu nữa, trời đất ơi nó chơi nó không đánh gì. Lúc đồ đội đánh thì nó chạy. Lúc dùng đồ chạy thì nó đứng nó đánh. Ui xời, thông minh. Thông minh. Đó là biểu hiện của việc không biết chơi Pikachu đó mọi người. Đấy, chơi. À mày mày mày. Đó, nhìn Pikachu team bạn nhìn thấy không? Team mình chẳng còn gì để nói luôn, quá thất vọng. Đấy, rồi chết, lại chết. Trời chết mãi rồi. Bất ngờ chưa? Bất ngờ chưa? Ôi Pikachu tui tụt. Ây, team mình bắt đầu mạnh mạnh lên rồi mọi người. Mình nghĩ chắc là kèo được. Ta này là kèo chắc ngon á. Ấy 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 coi coi sao cho Cinerai đi lên coi. Đây để tôi, các bạn muốn đánh bao nhiêu tôi cũng đánh hết, tôi chơi hết. Con mà che nằm luôn. Ơ kìa, nó đâu? Ô, con Greninja nó chạy rồi mọi người. Ôi còn một xíu máu, chơi luôn mọi người. Bạn dịch con được. Chơi không được. Chẳng này mà thua là mình cày lại hơi mệt đó mọi người. Trời ơi đừng có để thua như thua là chết tôi, không có giỡn đâu à. Chết tôi á. Mọi người thường thường mọi người đánh răng á là mọi người sẽ rất là căng thẳng đúng không? Đúng vậy, nãy giờ mình rất căng thẳng luôn. Hôm nay chơi Defender. Ui, rồi xong. Và trận đấu này chúng ta không còn gì để nói, hôm nay là chúng ta ăn hành sắp mặt hai trận luôn. Mình đang đợi là khúc cuối mình lật kèo con sắp đốt nhưng không, đối thủ ăn luôn. Ồ, đối thủ ăn luôn con sắp đốt à. Uầy, tuyệt vời thế nhờ. Ui xời, đối thủ ăn nhẹ nó cái chủ nó. Ui xời, quá đau đớn mọi người à. Đau lắm cơ mà không nói được. Tức là cái cảm giác mà nó đau lắm, nó đau đớn trong lòng mà mình không nói được. Bây giờ đánh thì cũng còn có được cái gì đâu, còn có nửa phút mà tụi bay đánh cái gì. Trời ơi tụi bay đánh cái gì. Trời đất ơi, tao nói tao tức trong lòng mà nói không được luôn á trời. Tức ghê vậy. Đó nó, bây giờ nó ra nó ấy gì rồi sao ăn, đúng không, sao ăn. Đó bây giờ nó hai đứa là nó làm sao mà ăn, đúng không? Một thằng cho còn chưa xong nó lo hai thằng. Đó đâu, mình gánh tim mà mình gánh cũng nổi. Ui trời, làm chip bồ kêu luôn mọi người. Thất bại rồi. Rồi xong, thất bại rồi. Trời đất ơi. Trời đất mẹ ơi. Nó hơn tới 400 điểm luôn. Buồn quá mọi người à. Thôi nhìn sao nó rớt mà đồng tôi đau đớn trong lòng. Thôi tập này tới đây là thôi. Thì nãy giờ mọi người cũng coi mình ăn hành cũng nhiều rồi đó. Thì nếu các bạn thấy video này hay thì hãy để lại một like, share và một subscribe cho mình nha. Thì tập này ăn hành hơi nhiều. Thì hẹn mọi người vào tập tiếp theo nha. Còn bây giờ thì tạm biệt.